sức khỏe, tài chính tự do, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà đâu đấy trong quá trình xây dựng doanh nghiệp của chúng ta cũng vẫn gặp phải rất nhiều cái câu hỏi tưởng chừng như nó vô hại, nhưng nếu chúng ta không biết cách giải quyết chúng một cách thấu đáo thì chúng ta sẽ mất đi những đối tác tiềm năng, những khách hàng tiềm năng của mình. Và chính vì thấu hiểu điều đó cho nên là hội đồng thủ lĩnh mới đưa ra cái chủ đề là làm việc ý kiến phản đối. Đâu đó có rất nhiều câu nói ở cái này, công ty này có giống công ty kia không đó. Thì chúng ta lại rất vội vàng là chúng ta giải thích là xem là nó giống chỗ nào, nó khác chỗ nào đó. Cái này là thực phẩm chức năng chứ gì, đúng không? Đấy. Thì chúng ta lại bắt đầu vội vàng giải thích. Hoặc là có những câu như gì thế uống cái này vào thì có đảm bảo không? Là bắt đầu có người đảm bảo, có người không đảm bảo. Đó. Người đảm bảo cũng không được, mà không đảm bảo cũng không xong. Đó. Đấy. Rồi tôi không có thời gian. Đấy, bắt đầu giải thích cái này không cần bao nhiêu thời gian cả các chị. Tất cả những lời giải thích của chúng ta đều đúng. Tôi chắc chắn là đúng. Bởi vì nó mang cái sự cảm nhận, cái sự trải nghiệm của mình. Đúng không? Nó mang cái lý do, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại đến với Siberia. Thì tất cả những lời giải thích đó đều đúng. Mặc dù mỗi người giải thích theo một kiểu khác nhau. Đúng không? Thế thì khi chúng ta giải thích, thì tất cả mọi cái giải thích của chúng ta nó đi vào hư không. Nó không có tác dụng gì cả. Thế cho nên là về vẫn gò vò đầu bứt tai, tại sao cơ hội tốt này em cho thông tin rất đầy đủ, rất chi tiết, mà tại sao họ vẫn từ chối? Đấy nghe chị. Đấy. Thế và bây giờ chúng ta làm việc với nhau, ai có những câu hỏi, bởi vì cái Zoom này tôi sẽ không chia sẻ slide nữa, bởi vì cái 6 bước làm việc ý kiến phản đối chúng ta quá nhuần nhuyễn rồi đó. Ai đó, anh chị nào đó có thể nhắc lại 6 bước làm việc ý kiến phản đối không, để chúng ta xem là chúng ta đã nắm nhuần nhuyễn chưa? Ai ạ? Thủ lĩnh quốc tế tương lai nào có thể nhắc lại 6 bước làm việc ý kiến phản đối? Chúng ta lưu ý là làm việc với ý kiến phản đối chứ không phải trả lời ý kiến phản đối. Cho nên cái sự giải thích ấy, đấy chính là một cách trả lời các anh chị. Chúng ta lưu ý. Nào, các thủ lĩnh quốc tế tương lai nào? Vâng, xin mời Song Hải. Các anh chị ơi, từ từ Song Hải ơi, từ từ. Ừ, cảm ơn em. 30 giây nữa em sẽ nói. Các anh chị sao, các cái Zoom nào toàn thấy Song Hải giơ tay là nào? Không lẽ cái Zoom này cũng mỗi Song Hải làm việc thôi sao? chúng ta phải nhìn thấy một bạn rất là mới các anh chị. Đấy, thế còn chúng ta là những người cũ. Chúng ta xem tinh thần làm việc của mình thế nào. Ok. Tôi nghĩ là sau cái lần sự phát biểu của Song Hải thì sau cái giai đoạn Zoom về sau chúng ta sẽ chia sẻ bằng những cái câu hỏi thực chiến các chị nhé. Không trả lời, chúng ta không làm việc bằng slide nữa, mà chúng ta có những câu hỏi thực tế trong cuộc sống, trong lúc chúng ta đi làm việc có những câu hỏi nào. Đây mới là điều chúng ta hướng tới, chứ học nữa, học mãi nhưng không hành động cũng như không. Đúng không? Xin mời Song Hải. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh đã cho em cơ hội để ôn lại bài này về 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là đồng cảm, thứ ba là làm thắng tự, thứ tư là đưa ra giải pháp, thứ năm nữa là đến cái đoạn này là em lại đương chưa nhớ đây. Đấy, em cảm ơn anh đã cho em ôn bài. Ok, cảm ơn Song Hải. Không biết rồi. Là tiếp tục em nghĩ như thế này. Khi mà mình đưa ra giải pháp thì mình lại tiếp tục lắng nghe, rồi lại thấu hiểu, rồi lại đồng cảm, rồi lại đưa ra giải pháp. Thì không biết là cái bước đó thì em nghĩ rằng là nó có hiệu quả hay không. Thì em cũng xin ý kiến của anh ạ. Xin mời bác Nguyễn. Ok, cái vấn đề của bạn sẽ được nói sau. Xin mời bác Nguyễn. Dạ, cảm ơn thủ lĩnh đã cho bác chia sẻ. Thì bác bổ sung cho cái câu hỏi của bạn Hải Ly là tới cái bước thứ tư rồi, thì qua bước thứ năm là mình đặt câu hỏi triệu đô. Và khi mà đặt câu hỏi triệu đô mà người ta vẫn chưa có đồng ý, người ta có được câu hỏi tiếp, thì mình lại quay lại bước đầu tiên. Nhưng nếu mà người ta đã đồng ý rồi thì để cho, thì mình sẽ đi vào bước thứ sáu là mình chốt ạ. Cảm ơn cả nhà đang lắng nghe bác chia sẻ ạ. Ok, cảm ơn bạn Bắc.
tôi phải vừa tranh thủ nói chuyện với các bạn, vừa tranh thủ làm việc cái Zoom bên kia, vẫn có mấy chục người bên đó anh chị. Nào xin mời Phạm Văn Toàn bổ sung. Em xin bổ sung đính chính lại một chút, cái bước thứ tư là bước kể câu chuyện bản thân ạ. Đúng bài okay. là kể câu chuyện bản thân ạ. Rồi, rất tuyệt vời. Dù đúng dù sai nhưng ba người vừa rồi chúng ta xứng đáng giành được một like, rất tuyệt vời các anh chị. Đấy. Kiến thức chiếm đúng không? Bao nhiêu phần trăm? 4% khả năng thành công. Đúng không? Kỹ năng chiếm 26 thành công, còn 70% nó nằm ở thái độ. Đấy. Tôi tin chắc rằng những tinh thần thái độ học hành như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ. Thế còn những người cũ của chúng ta thì sao? Hay là bởi vì chúng ta ngại? Ai, tôi hiểu được cái vấn đề rồi, bởi vì chúng ta là người cũ. Chúng ta nói sợ sai, bỏ sao, sao cũ thế rồi mà vẫn nói sai. Ôi, chị, đúng không các anh chị? Bao nhiêu anh chị đồng ý với điều này có thể comment ở số 1 đúng không ạ? Em nghĩ là các anh chị để nhường cho cơ hội những người mới như em đấy ạ. Nhường gì đâu mà Zoom nào cũng nhường là thế nào. Nhường ít thôi chứ. Đúng không? Đúng không? Đấy, chúng ta nhường Zoom là chúng ta nhường tiền cho họ đấy. Đấy anh chị ạ. Bao nhiêu các anh chị đồng ý là mình là người cũ rồi mà mình không học bài, mình nói sợ sai. Comment con số 1 giúp tôi để tôi biết xem có bao nhiêu người chưa học bài. Vâng anh chị, đây là một vấn đề. Mặc dù nó chỉ chiếm 4% khả năng thu nhập thôi, nhưng cái kiến thức này chúng ta bắt buộc phải có, bởi vì có kiến thức mới có kỹ năng. Đúng không? Chúng ta biết là 6 bước làm việc ý kiến phản đối để chúng ta rèn luyện nó. Cái bước kiến thức là chúng ta phải đầu tiên cần biết là gì, làm việc ý kiến phản đối phải có 6 bước cái này. Đó, 6 bước là những bước nào thì bắt đầu chúng ta mới rèn luyện kỹ năng. Bước đầu tiên là lắng nghe như chưa bao giờ được nghe, nghe theo kiểu mà mắt chớp chớp, miệng đớp đớp ấy. À, nó nói, họ nói cái gì cũng, đấy, xong gật gật gãy càng cổ cho tôi các chị. Đấy mới gọi là lắng nghe, đúng không? Chúng ta thường nghe mà nghe bằng, chúng ta có mấy cái, chúng ta thường nghe bằng tai thôi. Đấy, nghe bằng tai đã tốt lắm rồi các chị, nhưng mà để mà tốt hơn nữa, nghe bằng 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 cả trái tim của mình ấy. Nghe mà như nuốt từng lời của họ ấy. Chúng ta thử hình dung xem khi chúng ta nói chuyện với ai mà họ bắt đầu gật gật xong họ lúc đó, ồ thế à, ồ thế mặt mình không biết nhỉ, ồ cái này nó xảy ra bao giờ nhỉ, ồ thế ngạch ngay cạnh nhà mình không biết, ồ trời ơi các chị ơi, khi chúng ta nói chuyện với những người như thế chúng ta có hứng nói chuyện không ạ? Đấy, cảm tình lắm luôn. Cho nên là nghe bây giờ nhá, chúng ta có thể là cái lắng nghe chúng ta nhiều quá, nghe nhiều quá rồi, chúng ta biết nhiều quá, bây giờ chúng ta ghi vào sách của mình cái chữ là gì, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, đầu thì gật liên hồi, được rồi, đấy gọi là lắng nghe. Đấy, nghe nó biểu hiện các chị, hôm qua chúng ta đã học rồi cách giao tiếp gọi là gì, đỉnh cao rồi, bằng ngôn ngữ cơ thể. Đấy, thế chúng ta nghe là bắt đầu chúng ta rình, chúng ta nghe cũng nghe nhưng mà theo kiểu rình mồi, xem nào nó hở miếng nào mình đớp miếng đấy là không được. Thì cái đấy không phải là đỉnh cao của giao tiếp. Nghe theo kiểu mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, đầu gật liên hồi cho tôi. Đặc biệt là những ai có bệnh vai gáy thì cái mà lắng nghe tuyệt vời, bởi vì nó luôn luôn hoạt động, nó sẽ đỡ đau vai gáy. Nghe nó nhiều lợi thế lắm các anh chị. Đấy, bước thứ hai là làm thám tử. Đúng không? Xem những cái mà họ phản đối đấy có thực sự là cái câu đó không. Ví dụ tôi không có thời gian thì có phải thực sự họ không có thời gian hay không? Anh chị ạ, đến sếp tổng giám đốc, đến chủ tịch hoặc hội đồng quản trị, nó hàng tỷ công việc, nó vẫn có thời gian đi đánh góp cơ mà. Nó vẫn thời gian đi nhậu cơ mà. Chứ chúng ta có bao nhiêu, chúng ta làm những thứ gì mà chúng ta bảo không có thời gian, đúng không? Đấy, lát nữa chúng ta sẽ đi vào cụ thể như thế các anh chị. Bước thứ ba là gì? Đồng cảm. Đồng cảm, ok, ui trời ơi, anh thật là tuyệt vời. Và quả thật với anh, trong bước đồng cảm này có khen một tí anh chị nhé, là trong cuộc đời làm doanh nghiệp của anh, chưa gặp, của em chưa gặp người nào nghiêm túc giống như anh. Ôi giời ơi, thì cái đấy thì tất cả những cái sự gọi là phản đối bắt đầu nó trùng xuống anh chị. Đồng cảm là trùng xuống, đồng cảm là mình với họ là cùng ở một chiến tuyến chứ không phải là đối đầu. Cái bước đồng cảm này nó cực kỳ quan trọng, bởi vì họ đang sẵn sàng chiến đấu với mình. Khi chúng ta đồng cảm lại, chúng ta có quay ngược lại, bắt đầu bước đầu của win-win, win-to-win. Hai người cùng đứng về một chiến tuyến thì thắng cả hai người cùng thắng chứ, đúng không ạ? Mình thắng nhưng họ cũng thắng cơ. Đấy mới là sướng. Chứ còn tranh luận gay gắt
thì vứt đi hết các anh chị. Đấy. Tôi đã kể câu chuyện vừa rồi, tôi làm việc một bác sĩ ở Hải Dương các anh chị. Lúc đầu tôi quả thật là các anh chị ạ, tôi muốn nổi sung lên ấy, nhưng mà tôi bắt đầu nhịn tằn lại, bởi vì 6 bước làm việc ý kiến phản đối mình vẫn chia sẻ cho mọi người mà. 6 bước làm việc ý kiến phản đối, 6 bước làm việc ý kiến phản đối. Vâng, tất cả những suy nghĩ của em đều đúng. Bởi vì ngày xưa anh cũng nghĩ như em. Ngày xưa quả thật không biết tại sao anh ngu thế. Đấy. Đấy anh chị. Thì mình nói mình giống như họ mà mình nói mình ngu thế thì ai ngu? Các anh chị ạ. Đấy, thế cho nên là 6 bước làm việc ý kiến phản đối nhé. Đương nhiên chúng ta không phải thuộc 6 bước này mà chúng ta thành công đâu. Chúng ta phải rèn luyện nó. Giống như cái việc vừa rồi các bạn, một bác sĩ, các anh chị biết không, mặt thì nó da nó dày, tôi xin lỗi không biết các bác sĩ có trong này không, nhưng mà tôi phải nói sự thật, da cực xấu luôn. Đó. Sinh năm 82 mà suýt nữa tôi gọi bằng chị các anh chị. Suýt nữa. Bởi tôi dằn lại, tôi bởi vì tôi bị hố nhiều vố rồi. Đấy. Cứ anh chị sái cổ, cuối cùng hỏi ra nó kém mình tới mấy tuổi, thế là chết các anh chị. Thì tôi ngồi im, tôi xem mấy bạn kia gọi bằng gì. Tôi thấy mấy bạn trong đội của mình gọi bằng em thì tôi đương nhiên tôi gọi bằng em theo tính chất bắc cầu. Đấy, cứ em cái đã. Nhất là phụ nữ cơ chị. Có khi hơn mình vài tuổi cũng em cái đã. Bởi vì nếu với nam giới như thế là phạm thượng, nhưng với nữ giới như thế là tôn trọng đấy các chị, chúng ta phải hiểu điều đó. Đúng không? Đấy. Và họ phản ứng là gì? Thực phẩm chức, bởi vì từ trước đến nay họ được rất nhiều người chia sẻ và đẩy cái công dụng của sản phẩm lên giống như một thần dược. Cho nên là một bác sĩ họ không chịu nổi cái cách làm đó các anh chị. Thế cho nên sau khi tôi hỏi và ra vài vấn đề tại sao lại nghĩ như thế, thì trước đây cũng có rất nhiều bạn ở rất nhiều công ty khác chứ không phải riêng Siberi đã chia sẻ cho em, nhưng họ nói là cái gì là gì? Chữa được bệnh nọ bệnh kia, tức là tất cả bệnh nào cũng chữa được. Bởi vì họ phản đối chúng ta, bởi vì là họ đã từng được nghe như thế, không phải từng được nghe mà nghe rất nhiều như thế các chị. Đấy. Thế thì có phải họ thực sự phản đối thực phẩm chức năng hay không? Hay là họ phản đối những cái người chia sẻ trước? Đây là cái bước làm thám tử các chị. Đấy. Và chúng ta đồng cảm với họ. Bước thứ tư là gì? Giải quyết ý kiến phản đối bằng cách kể câu chuyện. Kể câu chuyện nhưng chúng ta lưu ý chuyện có thật, không giải thích nhá. Từ đầu đến giờ chưa có một lời giải thích nào cả các anh chị. Chưa có một lời giải thích nào cả. Đấy. Giải quyết nó bằng cách kể câu chuyện mà câu chuyện có thật. Ví dụ với những người bác sĩ như thế, tôi lôi ngay anh Trương ra làm bình phong. Anh Đồng ra làm bình phong. Bạn An ra làm bình phong các anh chị. Em biết không? Ngày xưa anh cũng chia sẻ với rất nhiều các bác sĩ, rất nhiều các dược sĩ. Và họ cũng nói y như em. Và sau đó tôi kể câu chuyện của anh Trương. Thế và lúc đấy sau cuối cùng thì bạn ấy bảo, thế thì anh em mình kết nối Zalo để em có gì chưa hiểu em hỏi thêm anh được không? Nói được. Ok. Cái gì chứ kết nối Zalo thì rất là thoải mái. Đấy, tôi chưa biết bạn có làm hay không. Đấy. Nhưng đấy là đánh dấu một cái sự thành công của mình. Khi bắt đầu mình đối diện với một con người có nhiều cái hoài nghi và nhiều cái sự phẫn nộ trong cách mà những người trước tiếp cận về thực phẩm chức năng. Anh chị, đó, chúng ta quay bước thứ tư. Bước thứ năm là gì? Bước thứ năm là đưa ra chờ sự khẳng định. Chờ sự khẳng định bằng câu hỏi, người ta vẫn nói là câu hỏi triệu đô đấy. Đấy. Là gì? Nãy giờ các thông tin mà em hay anh chia sẻ hay là mình chia sẻ thì bạn cảm nhận thế nào? Thì tôi đã nói mọi người câu hỏi này bây giờ không dùng nữa. Bởi vì họ cảm nhận thế nào? Bình thường chả thế nào cả. Bởi vì con người thường cố thủ các chị. Có biết rõ 10 nó vẫn cố thủ. Bởi vì họ nghĩ là họ thông minh. Chúng ta cũng thế thôi. Khi chúng ta hỏi cảm nhận thế nào? Cũng thấy hay đấy, nhưng mà để xem cái đã. Đấy là cái người tích cực ấy nhá. Đấy, thế còn cái người mà không tích cực thì bảo cũng bình thường như các ông đi khác thôi. Cho nên chúng ta thay đổi câu hỏi triệu đô bằng cách thông tin nào em quan tâm nhất. Đấy. Hay
Em thích nhất điều gì trong những thông tin anh mới chia sẻ? Anh chị ạ, đây cũng là câu hỏi triệu đô để họ nói về cái cảm nhận của mình. Chứ còn hỏi họ cảm nhận thế nào. Tôi lại xin lỗi mọi người 30 giây bởi vì trong này nó... còn mấy chục người. Chúng ta dành cho chị Nguyễn Thúy Hạnh một like. Chị vì bên kia có rất nhiều người không sang được, chị hy sinh thân mình nhảy vào địa ngục để hướng dẫn mọi người sang. Ok, đấy, chúng ta bắt đầu thay đổi câu hỏi. Đừng hỏi cảm nhận của bạn thế nào nữa. Câu hỏi đấy cũng hay nhưng nó thuộc về thế hệ trước rồi. Câu hỏi đấy là dành cho những người làm kinh doanh theo mạng ở thế kỷ 20. Đó. Khi họ cảm nhận rất bình thường. Hoặc là cái người mà gọi là tích cực lắm ở thấy cũng tốt đấy. Nhưng để nghiên cứu cái đó. Đấy. Ở cái bước 5 này là cái bước chờ sự khẳng định. Chúng ta hãy đặt câu hỏi thẳng vào đấy. Thông tin nào em thích nhất? Đúng không? Hoặc là thông tin nào với em là quan trọng nhất? Đấy. Và đến bước thứ 6 là bước đưa ra cho họ sự lựa chọn. Giữa những cái có chúng ta lưu ý lựa chọn. Ví dụ bây giờ tôi đưa cho các bạn hai cây viết, hai cái bút đó. Đấy. Bạn thích cây nào? Đấy. Bạn muốn lấy cây nào? Thì sẽ họ sẽ lựa chọn một trong hai cây. Thế hỏi bạn có thích hai cây bút này không? Thì cũng thích đấy. Nhưng mà tự nhiên lấy không thì nó ngại. Bạn có quyết định lấy cây bút này không? Thì hơi ngại. Bây giờ tôi đưa cho bạn hai cây bút này, bạn chọn lấy một cây thì kiểu 99% chọn lấy một cây các anh chị. Cho họ chọn mà, chọn giữa hai cách có. Với cái việc bắt họ quyết định giữa cái có và cái không nó rất khó. Sự quyết định bao giờ cũng khó hơn sự lựa chọn. Cho nên hiểu vấn đề đó, chúng ta bắt buộc phải đưa cho họ sự lựa chọn. Đấy. Bây giờ, đấy. Sau khi chờ sự khẳng định, ok em rất thích về sản phẩm, hầu hết là như thế. Đấy. Bây giờ em lựa chọn sản phẩm nào? Đúng không? Em lựa chọn sản phẩm cho bản thân mình hay cho con mình? Thì hầu hết lựa chọn cho con nếu con có vấn đề. Anh chị, cũng có những người lựa chọn cho bản thân mình. Đấy. Thế mà khi bắt đầu họ lựa chọn, nó bắt đầu họ ok đấy. Lúc đấy họ mình mới khuyên họ là nên sử dụng sản phẩm cho bản thân mình trước. Bởi vì mình có kết quả thì con mình sẽ được sử dụng lâu dài. Đấy. Đấy anh chị. Hoặc là gì? Trong cái bước mà bước 5 ấy, chúng ta quay lại bước 5 một tí. Thế trong thang điểm từ 1 tới 10. Đó. 1 là thông tin này rất tuyệt vời. À 10, 1 là thông tin này chả ý nghĩa gì với tôi cả. 2 là thông tin này vô cùng tuyệt vời. Nếu phải cho điểm, bạn cho ở thang điểm thứ mấy? Nếu là thứ 10 thì tuyệt vời rồi, đến bước thứ 6 ngay. Còn nếu ở cái lưng lửng á, hoặc là cái đầu tiên thì ok. Tôi biết bạn cần có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Đó, là cái người, nếu mà bước đầu tiên, tức là họ chọn số 1 là họ chả ấn tượng gì cả, thì chúng ta phải làm việc lại. Thế còn nếu ở lưng lửng ở giữa, ok, thế bạn còn vấn đề nào cần tìm hiểu rõ hơn? Đấy. Chúng ta phải lại quay lại từ đầu. Bởi vì là gì? Bởi vì là họ thắc mắc vấn đề này, chúng ta giải đáp xong rồi còn vấn đề khác. Và để tránh vấn đề đó, chúng ta hãy có thể hỏi lại ngay từ đầu, tức là gì?
làm việc ý kiến phản đối khi trước khi nó xảy ra. Ví dụ tôi nói là thông tin này hay đấy nhưng em không có thời gian. Vâng, thế ngoài vấn đề thời gian thì bạn còn vấn đề gì nữa không? Đấy là cách làm việc ý kiến phản đối trước khi nó diễn ra. Đấy chị. Nếu nó họ nó có ok chúng ta làm việc luôn, còn nếu không là chúng ta chỉ cần làm việc một vấn đề thôi. Đấy. Thế mà khi giải quyết xong vấn đề và thời gian rồi thì chắc chắn rồi. Bắt đầu đi đến sự lựa chọn các anh chị. Đấy. Quan trọng là như thế các anh chị. Đấy. Và gì? Gút lại các anh chị, gút lại trong quá trình làm việc ý kiến phản đối, việc đầu tiên của chúng ta nhá. Có thể có những người mới còn chưa rõ hết mà tí nữa phải đi làm việc rồi. Thì điều quan trọng là công nhận tất cả những gì họ nói. Thực phẩm chức năng là vớ vẩn, tuyệt vời. Bán hàng đa cấp là lừa đảo, rất đúng, quá đúng. Đó. Rồi bán cái này cũng cần phải có nhiều thời gian, cần phải đi thuyết phục người khác. Anh thật là tuyệt vời, bởi vì anh là người có tầm nhìn. Công nhận hết tất cả cho tôi. Đấy. Để rồi sau này họ khi mà họ phản đối mình á, mà mình công nhận hết, thì thật có người bảo tại sao có nhiều cái xấu thế, tại sao mày còn làm. Lúc đấy mới đến lượt chúng ta lên tiếng anh chị. Vâng, em cảm ơn tất cả những cái ý kiến của anh, bởi vì anh tự nhiên là người thực sự nghiêm túc và là người có tầm nhìn thì mới nói ra được ý kiến như thế. Và nói thật với anh, cách đây 5 năm em cũng nghĩ đúng như anh vậy đó. Em phản đối kịch liệt, thậm chí em còn đuổi cái người đó ra khỏi nhà. Đấy. Có mỗi cái điều là em có một cái sự cố sức khỏe mà kể cả đông y tây không giải quyết được. Anh có thấy thằng nào chảy máu dạ dày mà tây y giải quyết được không? Chưa. Thế nhưng mà chính vì cái thứ khốn nạn mà anh em mình vừa nói đấy nó lại giải quyết được. Ê, anh nghĩ thế nào? Chính vì cái thứ vớ vẩn mà anh em mình vừa nói đấy, lúc đấy chúng ta lại phải nói anh em mình vừa mới nói. À, chúng ta cùng với họ đứng ở bên chiến tuyến đấy các chị. Đấy. Hay là gì? Bán hàng đa cấp là lừa đảo, làm không được đâu. Đúng rồi. Anh thật là tuyệt vời. Thế tại sao nó lừa đảo mà mày còn làm bây giờ, mày lừa anh à? Đấy là cái điều anh em mình đáng bàn. Đầu tiên em phải cảm ơn anh. Đầu tiên là một là anh rất là thẳng thắn. Hai là anh là người có tầm nhìn. Ba là anh là người nghiêm túc. Anh không phải thấy tiền mà anh nhảy vào. Em rất trân trọng điều đó. Và anh biết không, cách đây 5 năm em cũng đúng giống y như anh. Hoặc là cái thời gian nào chúng ta làm cái đây 2 năm chẳng hạn. Các bạn nào 2 năm trước em nghĩ đúng như anh, em cắm tù cái bọn đó. Nghe đến bán hàng đa cấp là em muốn lấy đồ hốt rác em hốt đổ ra ngoài đường. Anh có thế không? Anh phản ứng thế còn nhẹ. Em ngày xưa em đuổi ra khỏi nhà. Không bao giờ em xóa số. Đúng không? Xóa số rồi. Ẩn friend Facebook cũng như Zalo, xóa hết. Nhưng anh biết không, có mỗi một điều mà em không giải quyết được. Đấy là gì? Em suốt ngày lo bận bịu lo cơm áo gạo tiền mà tất bật tối ngày. Đúng không? Nhưng mà em vẫn thấy là những người đấy là họ họ sống một cuộc đời tự do thực sự. Cho nên em mới tò mò, em mới lại mới lần mò em xin lại số điện thoại để em tìm hiểu xem là nó lừa đảo kiểu gì mà sao nó mãi nó không bị bắt thế. Thì sau khi em tìm hiểu em mới thấy thế này này. Đấy. Thế này. Rất đơn giản là mình sử dụng sản phẩm giống như anh khi mà anh đi nhậu một quán nào đó hay ăn một quán nào đó ngon hay là mua một cái bộ quần áo nào đó anh ưng ý, anh có kể chuyện cho người bạn của anh không? Thì cái này cũng y như thế các anh chị. Anh ạ. Thế và từ những cái đồng tiền rất nhỏ, từ những cái câu chuyện đó thôi, nó sẽ nở rất lớn nhờ sức mạnh của cấp số nhân. Ví dụ ngày hôm nay đội nhóm em có 1.000 người, anh thử nghĩ xem. Mỗi một người cho em $1 thôi. Nhờ cái câu chuyện đấy thôi, công ty trả cho em điều đó. $1,000 theo anh là sống được chưa? Đấy. Và từ đấy em mới mở mắt ra anh. Bởi vì ngày xưa mình quá bảo thủ. Đấy. Và chính vì cái sự bảo thủ đấy nó đến đi chậm hơn người khác 2 năm trời. Đấy. Nếu ngày xưa em không bảo thủ thì giờ này thu nhập của em tốt lắm rồi. Đấy. Thế thì những điều mà em
Nếu những điều em vừa kể với anh là nó có thật thì anh thích nhất điều nào? Anh chị nhé, đấy. Nhưng mà đây chỉ là lý thuyết, bởi vì cái này là thực tế, nhưng khi tôi chia sẻ cho các anh chị các bạn nó là lý thuyết, bởi vì do tôi nói ra và tôi trải nghiệm đó. Đấy. Thế còn chúng ta học ở đây là chúng ta học 6% đấy để chúng ta biết được nhuần nhuyễn, biết được con người này chúng ta bắt đầu làm việc ở ở giai đoạn nào, đúng không? Thậm chí có những người không phản đối gì các anh chị nhé, mà ở đây mua cái gì đâu 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 đưa chị mua được. Rất nhiều người gặp trường hợp đấy, nhưng các bạn đôi khi trường hợp đấy cũng là phản đối đấy, không phải thế là hay đâu. Đương nhiên chúc mừng tất cả những người khách hàng hoặc là đối tác tiềm năng của các bạn khi họ quyết định ngay, đấy là điều rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta lưu ý cũng có một số trường hợp khi họ quyết định nhanh như vậy là họ phản đối mình đấy, lưu ý. Bởi vì hồi nó nói mẹ có mấy cái sản phẩm này nó thuyết phục mình từ sáng chưa, thôi mua mẹ cho nó xong cho nó đi chỗ khác đi, nói nhiều quá. Chúng ta lưu ý, ông đây là ít thôi, trường hợp này ít thôi nhưng mà cũng cần lưu ý, bởi vì chúng ta ngủ quên trên chiến thắng. Khi nói chuyện mà người khác đồng ý ngay, chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngon. Đương nhiên về phần lớn là chúc mừng tất cả mọi người, bởi vì chúng ta đã có cách tìm hiểu nhu cầu, đúng không? Cho thông tin và giúp người ta ra quyết định rất tốt. Nhưng có một số trường hợp chúng ta lưu ý này, nói gọi là thao thao bất tuyệt từ sáng đến trưa về sản phẩm đấy. Đây là trường hợp mà anh Minh làm việc với tôi đấy. Tôi không phải coi thường anh Minh, nhưng mà tôi muốn ngắt cái câu chuyện đấy, bởi vì nghe từ sáng tới trưa các chị. Anh chị có ai mà nghe sản phẩm từ sáng đến trưa mà không lên tăng xong không? Tôi rất may là huyết áp bình thường ấy, không có thì toi giờ này không ngồi đây nữa rồi. Thôi thì mua cho anh một gói trà gan nữa xong. Một gói trà gan cổ, nghĩ bây giờ cũng thương anh Minh. Họ đâu có biết được rằng cái diễn biến tâm lý trong cái đầu mình thế nào. Mình thì rất thích kinh doanh, nhưng mà người đỡ đầu của mình thì cứ phang sản phẩm từ sáng đến trưa. Mà tôi kể, tôi nói, quả thật là tôi uống hết 2 ly cà phê các chị, khát nước không thể chịu nổi. Nhưng mà rất may cho anh Minh là lúc đấy uống cà phê vỉa hè, uống cà phê kia lúc đấy anh Minh cũng toi. Bởi vì lương của một cục trưởng có hơn 8 triệu thôi, gặp hai thằng vớ vẩn giống như tôi lúc đấy hết 100.000 tiền nước ở cái quán cà phê mà lịch sự là chết. Đấy, rất may ở quán cà phê vỉa hè lúc đấy hình như nó có 15.000 một ly, anh Minh mất có 30.000. Để bán được một gói trà gan 112.000 thì gần thu hòa vốn, nếu mà trừ 25% gần gần hòa vốn. Đấy, thế tôi chờ anh mình sòng phẳng anh chị đấy, sòng phẳng. Nhưng mà chúng ta có biết đâu là mua để ngắt cái câu chuyện này. Chúng ta lưu ý một tí đấy. Thế và trong tất cả các lưu ý tôi đã nói rồi, 6 bước tôi nói rồi đúng không? Nhưng mà tôi nhắc lại, cái của tôi là cái trải nghiệm thực chiến của tôi, thông qua cái miệng của tôi nói ra đối với các anh chị thì nó lại trở thành lý thuyết. Đâu. Chúng ta mong muốn tiến đến từ 6% từ 4% tiến tới 26% thành công, đấy là kỹ năng nhuần nhuyễn, kỹ năng nhuần nhuyễn. Ai đó đang đi gặp khách hàng bắt đầu họ phản đối, bắt đầu sừng sừng, bắt đầu chuẩn bị cãi nhau. Từ từ, 6 bước, 6 bước, 6 bước, 6 bước, 6 bước. Đấy, anh chị. Thì đấy, lúc khi chúng ta gặp những cái phản đối như thế, lúc đấy chính là lúc họ cho mình cơ hội để rèn luyện kỹ năng. Mình phải cảm ơn họ. Đấy, có rất nhiều người, anh ơi sao cái thằng này nó ngu thế, em nói sản phẩm CV tốt thế, cơ hội CV tốt thế mà em trình bày rất tốt mà cuối cùng nó vẫn phản đối. Khi mình cho thông tin mà họ phản đối, cuối cùng họ phản đối thì ai ngu ạ? Sao mình lại bảo họ ngu? Mình nắm trong tay một cục vàng, thậm chí cái này nó còn quý hơn vàng, bởi vì ông bà vẫn nói rồi, sức khỏe quý hơn vàng mà. Có ai bán cái tính mạng mình lấy 10 cân vàng không? Ai 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 bán, giơ tay tôi xem nào. Đấy, tức là chúng ta đang nắm trong tay một giải pháp để bảo vệ chăm sóc sức khỏe chủ động, nó còn quý hơn vàng, thậm chí là quý hơn kim cương, quý hơn tất cả bất kỳ mọi thứ nào trên đời này. Bởi vì trái tim của các bạn, ai mua 1 tỷ có bán không? 2 tỷ có bán không? 5 tỷ có bán không? Đấy. Thì chúng ta đưa cho họ cái giải pháp quý quý hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng mà chúng ta bán theo kiểu bán rau.
mua đi mua đi, sản phẩm này tốt lắm. Thế đấy thì tiên trách kỳ hậu trách nhân, đó một giải pháp tuyệt vời đó, mà chúng ta cho họ, cuối cùng họ phản đối, thậm chí là dẫn đến cái việc tranh luận gay gắt, tôi chưa muốn nói đến cãi nhau, xong lại bảo chứ cái thằng này nó ngu thế, cơ hội trước mắt mà nó không nhận. Đấy. Cuối cùng là ai ngu ạ? Thôi chúng ta để cái câu kết luận đấy để mọi người tự trả lời, chúng ta không nói lên Zoom ở đây đâu. Cái câu, cái từ ngu đấy là nó không được hay lắm, nhưng mà nó khổ, nó vẫn là sự thật, cho tôi vẫn phải đá một tí, bởi vì tôi ngày xưa cũng bị như thế nhiều lắm các chị. Gọi bạn bè ra một đống ra, nó bảo mày lừa xin hạ không được, bây giờ mày về lừa bạn bè mình, bảo chửi cả đám chúng mày ngu. Thế là nó nhảy vào nó hội đồng mình, thế là không nói được câu nào. Thế cuối cùng ai ngu? Mình mất cả mối quan hệ, mất một chùm mấy cái bữa cà phê, một đã phải trả tiền cà phê rồi, mời các cụ uống cà phê xong các cụ còn chửi mặt mình, thế cuối cùng ai ngu? Các chị đấy, ok rồi. Bây giờ tới phần chúng ta cùng giao lưu một chút xíu nào. Những câu chuyện thực chiến, các anh chị có câu chuyện thực chiến nào mà chúng ta đã từng giải quyết được về ý kiến phản đối, hoặc là chúng ta còn cái câu nào gặp sự phản đối nào mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được, chúng ta nêu lên đây. Các anh chị có sẵn sàng, ai sẵn sàng comment số 3 ạ? Ông Minh Hùng ạ. Vâng, em xin mời anh Hùng. Trong khi anh Hùng ý kiến thì chúng ta comment. Vâng, xin mời anh Hùng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Trần Hải Ly cho tôi được chia sẻ. Tôi chia sẻ câu chuyện thực chiến của tôi vừa ngày hôm qua xong, mà hiện tại là tôi xử lý vẫn chưa xong. Tức là thế này, tôi khi ở gần chỗ khu nhà tôi ở, nói chung là cùng một chung cư, có một cái chị này, chị làm về bảo hiểm, làm bảo hiểm, mà tôi nghe là chị làm cũng rất là tốt, tôi thấy người ta ca ngợi. Thế sau thì tôi chia sẻ cái cơ hội này, thế thì chị bảo là để từ từ em nghiên cứu đã. Thế xong đến ngày cách đây 2 hôm thì chị gọi điện cho tôi, chị bảo bây giờ em muốn là mở mã để làm việc thì làm như thế nào anh. Thế mình sang mình mới hướng dẫn cho cái cách mở mã làm việc, bỏ cái điện thoại ra, xong hướng dẫn thế này thế nọ, xong rồi chưa nói được mấy câu nữa thì là chị bảo cái việc em biết rồi, anh cứ cho cái đường link tự em mày mò được. Thế xong sau cái thì tôi cũng đành phải chiều, tôi cho cái đường link để mày mò. Nhưng mà đến sau khi được một lúc xong cái thì chị mới xem xong là chị bảo là nhưng mà cái việc như thế này, nếu như mà anh đạt P8 nhé, lấy ví dụ anh đạt P8, anh lấy cái xe ô tô, thế nhưng mà anh lấy như thế là người ta cho không hay là thế nào? Thế tôi mới giải thích, tôi bảo là cái đó không phải người ta cho không, mà mình mua bằng trả góp, thế sau đó người ta trả cho mình bằng cái tiền tăng trưởng. Thế là chính vì cái việc đó mà chỉ nói đến thế này, thế là đùng đùng chạy đi bảo ôi thế thì không ăn thua rồi. Bên này ví dụ như được ô tô là được luôn, chứ không có chuyện là bắt mình phải có tăng trưởng nữa. Nhưng nếu như không có tăng trưởng thì làm sao? Thì anh bỏ tiền nhà ra anh mua à? Thế là sau đó cái là chị từ chối chị về, mà tôi chưa kịp giải thích lại nữa. Thế nghĩ bảo là hay là nó do cái lý do, đúng là do mình ngày xưa mình gieo cái nào nó gặt cái đó. Cái lúc đầu tôi nói với anh Trường ấy, tôi bảo là nếu giả sử mà được xe thì chưa chắc cũng đã lấy đâu. Đấy, bởi vì là cũng tính như thế, bởi cũng không có nguyện vọng đi. Thế nhưng mà về sau này mình mới nghĩ ra, bảo nhiều người, tôi phân tích cho chị bảo nhiều người người ta thích cái xe đấy hơn là con Mercedes được cho không, bởi vì là trong cái quá trình 4 năm nó trả tăng trưởng ấy, nếu mà anh tăng trưởng tốt ấy thì anh còn được thu lời hơn cả tiền cái con xe anh bỏ ra mua trả góp, cho nên là chị anh yên tâm. Thế nhưng mà đây chưa kịp giải thích gì cả, như đại bảo thôi để em đi Sài Gòn đã, xong về bắt đầu mới gặp lại sau. Xin cảm ơn ạ. Ok, chúc mừng anh. Một cơ hội để anh rèn luyện tính kiên nhẫn của mình. Đầu tiên cho em hỏi anh một câu, tại sao anh lại chia sẻ cho chị ấy về cơ hội Siberia? Anh mở micro lên. Anh Trương đợi em chút xíu. Vâng. Đây, ok. Bởi vì cái thứ nhất ấy, một đây là tôi thấy là chị này chị rất chăm chỉ, rất nhiệt tình. Chị làm việc về bảo hiểm ấy, chị chăm chỉ lắm. Thế nào, cái thứ nhất tức là anh muốn tuyển được người chăm chỉ, nhiệt tình vào đội nhóm của mình. Cái thứ hai là người đó là
cùng cái khu nhà mình quen. Đấy, nên là tôi rất muốn tuyển dụng. Cái điều thứ ba nữa là khi tôi nói ý như thế bẵng đi độ 1-2 tuần cái tự dưng chị là bây giờ làm cách nào, vẫn là tin nhắn trong máy tôi, làm cách nào để mở được mã số để em làm việc. Đó, nói rõ như thế, nhưng mà đúng là thấy đỏ chưa phải là chín, đừng có mong thấy như thế rồi và cuối cùng đến khi chia sẻ thì người ta lại đùng đùng nữa, người ta chưa chấp nhận ngay. Ok, đầu tiên anh Hồng nhé, đầu tiên là anh muốn chứ không phải chị muốn. Cái vấp đầu tiên là anh muốn chứ không phải chị muốn. Đúng rồi. Đó. Vấp thứ hai là gì? Khi họ nói làm cách nào để mở mã, anh quên mất câu tại sao em lại mở mã. Em mở mã để làm gì? Để mình biết họ muốn điều gì. Họ phải nói ra cái muốn của họ cái đã. Còn họ chưa muốn, họ giống như kiểu ban ơn cho mình. Đấy. Bởi vì cái thái độ cao ngạo. Tôi xin lỗi, hình như tất cả mọi người lấy xe đều có suy nghĩ như thế, chứ không phải riêng chị đâu. Thế là điều bình thường. Đúng không? Thứ ba là gì? Anh sang nhà chị để chia sẻ luôn đúng không? À không ạ. Tôi mời xuống quán cà phê. Tôi có lựa chọn, một là mời xuống quán cà phê, hai là sang nhà em để mà gặp. Nhưng gỡ. Chị không muốn xuống quán cà phê đâu. Anh kể câu chuyện này rồi. Chị đúng rồi. Thế xong sao chị sang thẳng nhà tôi luôn. À, đấy. Thì thứ nhất ấy là anh chưa đặt cái câu hỏi tại sao em muốn. Em muốn giải quyết được vấn đề đấy thì em đến chỗ này này. Anh đang ở chỗ này này. Anh phải là, chúng ta phải là người chủ động chứ, đúng không? Đấy. Thứ ba nữa là trong tất cả các quá trình đấy, mình vô tình chung là mình đẩy cái tôi họ lên. Đấy. Mình chấp nhận mọi thứ, mọi điều kiện của họ. Gửi đường link, biết cái gì mà xem đường link, đúng không anh chị? Đấy. Đặc biệt là những người bận rộn, họ nói mình gửi đường link cho họ chẳng qua là họ muốn đang điều khiển mình. Thế thôi. Đấy. Nếu trường hợp đấy em sẽ là chị xem cái gì trong đường link. Đó. Theo chị nếu mà xem tài liệu hiểu hết được, đọc sách hiểu hết được ấy, thì có cần phải hệ thống trường học ra đời hay không? Hay cứ in sách giáo khoa bán cho các cháu mẹ về chúng mày tự học. Đúng không? Chúng ta phải lấy cái hình ảnh như thế. Nào, bây giờ chị muốn tìm hiểu kỹ về vấn đề gì, em sẽ chỉ cho chị cách để chị tìm hiểu nó nhanh hơn, bởi vì em biết chị là một người rất bận rộn. Mình vẫn nói vẫn hài lòng với họ mà. Đúng không ạ? Ngồi đấy, mở cái não, người gọi là người mở cái luân xa ra để mà nghe cái đã. Bạn có thể thành công trong lĩnh vực bảo hiểm của bạn, điều đấy không quan trọng với tôi. Quan trọng là bạn đang đạt được điều gì và bạn đang gặp điều gì. Đấy, cho nên chúng ta lại quay lại cái việc là gì? Nỗi đau của thị trường bảo hiểm là gì? Chắc chắn họ có nỗi đau gì. Anh phải để cho họ nói ra được cái nỗi đau đấy cái đã. Lúc đấy mới cho thông tin, mới đấy đưa giải pháp. Có nỗi đau mới có giải pháp, tức là còn không có nỗi đau thì là làm gì có giải pháp. Đúng không ạ? Đấy. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy vẫn nói với nhau là chúng ta là người đi tuyển dụng. Đấy. Mà tuyển không khéo là nó sẽ rục. Tuyển để sử dụng, còn tuyển không khéo nó sẽ rục. Bởi vì cái tôi của một con người nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những người có một cái sự thành công nho nhỏ. Tôi vẫn nói rồi, cái loại mà thu nhập 20 đến 50 triệu là cái loại cực kỳ khó chịu trong xã hội này, tưởng đâu mình là bố đời rồi. Đấy. Cho nên chúng ta phải hạ nhuệ khí của họ xuống bằng cách, đồng ý, chị đang rất là bận rộn, cho nên tôi muốn chỉ chị cái chỗ nào tìm hiểu nó nhanh, chị có muốn điều đó không? Ví dụ một vấn đề này chị tìm hiểu trong 5 phút, hay là chị muốn tìm hiểu trong vòng 1 tiếng, hay 1 ngày? Đấy, đầu tiên phải như thế cái đấy anh chị. Đấy. Thế cho nên là thông qua cái trường hợp này của anh Hùng, không phải của riêng anh Hùng đâu, của tất cả anh chị em chúng ta đấy. Chúng ta quá chiều khách hàng. Ví dụ, tôi lấy ví dụ nhé. Khi chị gọi điện cho anh Hùng, anh làm cách nào mở mã số bây giờ, gặp ngay bây giờ mà không có. Đúng rồi, rất là tốt, rất là tuyệt vời đấy. Có điều là tối tôi mới có ở nhà, bây giờ tôi đang đi làm việc cho đội nhóm, hỗ trợ đội nhóm rồi. Cái lúc đấy nhá, tôi tỏ ra bận rộn mà, chúng ta học rồi mà. Có nằm khỉnh ở nhà coi tivi, đang làm việc của đối tác rồi. Tối đi.
cái đấy không phải, cái lời nói dối này không phải tốt cho mình mà tốt cho họ, để khi họ mở được cái đầu ra lúc đấy chúng ta mới rót nước vào được. Anh chị nhớ thế, cho nên tôi vẫn nói đùa với mọi người là phải đuổi đi bớt đi, đẩy bớt ra đi. Chính cái động tác đẩy ra là chính là cái động tác ăn tiền ở chỗ đấy các anh chị. Cái động tác kéo vào là hầu hết chúng ta đều mắc phải như thế, không riêng anh Hùng nhé. Trong trường hợp này, rất cảm ơn câu chuyện của anh Hùng để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Mà em biết là anh Trương phải chuẩn bị đi làm, cho nên tôi ưu tiên anh Trương mở micro. Xin mời bác Trương ạ, rất tuyệt vời. Cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly cho tôi chia sẻ. Kính chào bà con cô bác trên Zoom, tôi là Đào Thành Trương, tôi đang ở thị trường Hà Nội. Tôi cũng xin kể một câu chuyện thực chiến. Trong một chuyến đi của chúng đoàn chúng tôi có 2 xe. Thế thì tôi chở theo tầng 1 của tôi. Trên xe có cả thủ lĩnh An cũng như thủ lĩnh vợ, rồi một số người nữa. Thế thì bảo hẹn đến một cái chỗ này trên đường đi về, đón thêm một cô bạn của tầng 1 của tôi về Hà Nội. Cách Hà Nội khoảng 50 cây. Thế thì cô đó thì đã là được nghe giới thiệu là làm thực phẩm chức năng rất là lâu rồi, và có một chuỗi hệ thống nhà thuốc, rồi các tỉnh họ kia nó làm ăn rất là bận rộn, rất thế nọ rất thế kia, tức là nói chung nói tóm lại là lúc bận rộn thì có khi cô ấy là số 1 thế giới. Thế và đến khi đi trên xe thì bắt đầu cũng chúng tôi đã bàn nhau từ trước rồi, đến khi đón được cô ấy thì để mời, sau khi giới thiệu xong thì tầng 1 của tôi nói và quảng bá về thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An. Sau đó rồi là các chị em, vì trong xe nó rất hay, đây là cái môi trường tôi cho cũng là một cái hay. Ví dụ như các thủ lĩnh vẫn dạy chúng ta là gì? Là tuyệt đối không đến cơ quan. Thứ hai là không đến nhà, bởi vì nó quá nhiều các cái việc vặt nó làm ảnh hưởng đến câu chuyện. Nhưng mà đây ngồi trên xe thì chỉ có một nói chuyện mà nghe là nghe nó kín. Thế thì sau khi nói chuyện thì tôi cứ lắng nghe, tôi cứ lái xe và tôi lắng nghe thôi. Thế mà mọi người trao thông tin rất là chuẩn rồi. Thế nhưng mà cô này luôn luôn tỏ ra hãnh diện, bởi vì cô đã làm quá lâu rồi, còn lâu chúng tôi gấp 3-4 lần rồi. Thế và cái thu nhập của cô thì cô khoe là cô có 60 triệu một tháng, khủng lắm rồi. Bảo ôi trời ơi, thế đây bọn anh làm công ăn lương có 6 triệu một tháng đây, gấp kém gấp 10 lần em. Đấy. Thế thì bắt đầu cô cũng nói ra được những cái gọi là bận rộn của cô và hệ thống của cô và cô thu nhập được nọ kia. Thế nhưng mà sau khi tất cả những cái câu, những cái thông tin mà chúng tôi trao cho thì mọi người trao cho thì cô có một câu kết luận và cô cũng phản đối kinh liệt. Thế trong đó thì cô có nói một câu tức là thôi để em suy nghĩ đó. Lúc đấy tôi mới điên lên và tôi chả nói gì và ôi rồi em nghĩ quá đúng rồi. Rồi em chịu khó nha, em cứ nghĩ đi, nghĩ đến năm 3.000 đi rồi em trả lời thì em làm. Thế thôi. Thế thì sau đó thì về một thời gian sau 3-4 ngày sau thì tầng 1 của tôi thông báo là anh ơi, bạn em đã ký hợp đồng. Vâng. Chứ cũng đâu phải gì suy nghĩ nhiều, suy nghĩ ngắn suy nghĩ dài, mà trong cái đó thì làm gấp chúng tôi bao nhiêu lần thời gian rồi và lương 60 triệu một tháng. Vâng, tôi xin cảm ơn cả nhà chú ý lắng nghe. Rồi, cảm ơn bác Trương, chúng ta dành cho bác Trương một like rất tuyệt vời anh chị đấy. Anh chị thấy không? Chúng ta cứ nghĩ là những người giống như anh Trương là rất dễ làm, cũng có phản đối bình thường ấy chứ. Đúng không? Thậm chí còn phản đối dữ dội. Và với những người công tác lâu năm trong ngành y tế như thế gặp sự phản đối tôi phải nói là khó chịu vô cùng. Bởi vì tôi ngày xưa tôi hiểu được cái tâm lý của anh. Tôi ngày xưa cái địa vị mới có nho nhỏ thôi, một giám đốc kinh doanh của một công ty cổ phần thôi. Thế mình nói ra nó phản đối mình đã điên tiết lắm rồi, khó chịu lắm rồi. Thế cho nên là đấy, chúng ta học ở đây là học cái gọi là chữ nhẫn tất cả cái tôi của mình, cái tôi đấy, bỏ dấu ô đi thành toi đấy, thêm dấu hiền thành tồi đấy, thêm dấu nặng thành tội đấy. Cho nên xung quanh cái tôi nó có rất nhiều cái mà nó không tốt đẹp, cho nên là chúng ta bỏ ngay cái tôi đấy đi. Đấy thì đấy là cái bài học của anh Trương rất là tuyệt vời các bạn. Nếu như tôi ngày xưa là tôi nhảy ngược lên tôi sẽ có một câu nói thế này: 60 triệu mà đã tự hào à? Ở đây người ta thu nhập hàng trăm triệu rồi. Điều đó có đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà rất không đúng.
trong trường hợp chúng ta đang làm việc có ý kiến phản đối các anh chị. Đấy. Một lần nữa chúc mừng và cảm ơn các trường. Đó. Vâng, xin mời anh Lê Văn Huệ, xin mời ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Trần Hải Ly cho tôi chia sẻ. Tôi giới thiệu tôi là tên là Lê Văn Huệ, hiện đang sinh sống ở Tuyên Quang. Năm nay tôi 66 tuổi. Thủ lĩnh có nghe được không? Rất rõ anh ạ. Tôi chia sẻ cái câu chuyện trực chiến của tôi cách đây được 3 hôm. Tức là tôi có chia sẻ cái chuyện với cái người này là cô giáo, nhưng mà trước cô đã từng vào làm với CVD và đã lên đến K4 rồi. Thế thì cô đã bỏ, không làm nữa. Thế thì khi tôi chia sẻ thì bước đầu là cô cũng chấp nhận và tôi đã mở mã cho cô. Thế nhưng mà có một cái điều thế này, cứ chia sẻ tất cả cái gì thì cô đều tỏ ra là vì trước khi cô đã làm cô đã biết. Đấy, nó khó thế. Thì nói đến sản phẩm cho nữa thì cô đều nói là em có sách rồi. Thế thì tôi chỉ nói với cô là nếu mà cô đã trước cô làm rồi thì bây giờ cái sản phẩm của mình nó bổ sung rất nhiều thì thôi cô cứ tạm cô bỏ các cái sách cũ của cô đi. Tôi tặng cô một quyển sách này. Thế và cô đã chấp nhận thì tôi đã điện cho cô thì và nếu hôm nay cô bận thì tôi đến nhà tôi tư vấn thêm cho cô thì cô đã nhất trí đến nhà. Tôi đến nhà hôm đó là bao nhiêu? Từ 8:30 cho đến 11:30. Tức là tôi chỉ hỏi cô này, thế thì bây giờ trước cô vào thì ai là người có thể tư vấn cho cô? Cô không nói nhưng mà qua câu chuyện tôi thấy là cô được cái người tư vấn trước là tư vấn nó chưa chuẩn. Mới hai nữa là tất cả những việc hướng dẫn cô mua hàng thì cô không biết làm mà hoàn toàn cái người hướng dẫn trước là làm cái cho cô. Thì qua đó tôi mới nói là bây giờ tôi đến nếu cô chấp nhận là tôi sẽ tư vấn cô từ đầu. Tức là gì? Tôi đến tôi hướng dẫn cô là mở mã cho cô chấp nhận là cô lấy hàng thì cô sẽ phải là cô ngồi để tôi hướng dẫn cô, tôi không làm thay cho cô. Đấy. Thế thì tôi hướng dẫn cô từ 8:30 đến 11:30 là cô lúc thì cô vẫn chưa làm được nhưng cô vẫn tỏ ra để ôi em biết rồi. Thế thì lúc đó là tôi chỉ nói là thôi bây giờ những cái tất cả những cái suy nghĩ về cũ thì cô nên gác bỏ đi. Một là cô tham khảo cái sách mới bây giờ hiện giờ là bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm. Hai là tôi hẹn cô nếu từ giờ đến chiều, bây giờ là đến giờ nấu cơm rồi, 11:30 rồi, đến giờ nấu cơm rồi thì bây giờ nếu làm nó cũng không thua thì tôi hẹn cô đến chiều, nếu cô mà dỗi thực sự lỗi mà cô chưa làm được thì tôi sẽ đến tôi chia sẻ và hướng dẫn cô vào trực tiếp, tôi ngồi đây khi nào cô làm thành thạo thì tôi về. Thế nhưng mà cô thì cứ hứa, nhưng mà tôi biết là mục đích của cô là cô mở sản phẩm ra, cô mở mã như tôi hỏi thì cô, em mở mã thì em mua đi. Thì cô cứ nói là ôi cái này em dùng nhiều lắm, bảo thôi dùng nhiều được trước kia nhưng bây giờ cô mở mã mà cô không mua, cô không trải nghiệm lại sản phẩm mà cô lại muốn là chưa mới mở mã mà chưa mua một cái sản phẩm nào mà cô lại muốn mở mã cho người khác trên mã số của cô, là tôi nói là không được. Bởi vì sao? Trước kia tôi không biết cô làm như thế nào, nhưng hiện giờ bắt đầu tính đầu tiên là mã mới hôm nay tôi mở cho cô thì cô phải mua ít nhiều là 100-200 điểm đi để cô trải nghiệm, xong đó thì cô mới muốn mở mã cho ai để mở đấy. Nhưng mà qua đó tôi thấy là ý cô đang muốn là chỉ mở mã thôi và cô đã vội vàng cô muốn là mở mã của người khác trên cái mã của cô, thì tôi có trả lời là cái này không được. Với cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ cô sẽ phải làm lại từ đầu. Thế còn có gì khó khăn thì coi thế là cô điện cho tôi. Thế nhưng mà đến hôm nay là đã 3 ngày rồi thì tôi chưa thấy cô phản hồi lại. Nhưng mà trong 3 ngày đó tôi vẫn nhắn cho cô là nhắn cho cô vào Zoom, mà nhắn cho cô có gì khó khăn nói như cô bảo là hồi này em đang bắt đến vài ngày nữa, tức là tuần sau thì em mới vào Zoom mới gặp anh. Thế thì cái câu chuyện của tôi trực chiến như thế thì có gì tôi thì thủ lĩnh có gì tham gia thì bước đi tới là sẽ như thế nào? Ok, cảm ơn bác Huệ. Chúng ta dành cho bác Huệ một like. Vâng, bác muốn em nói thật hay là muốn em nói cho bác hài lòng? Cứ nói thật đi thủ lĩnh ạ. Bởi vì tôi thấy là thủ lĩnh thôi nói. Bây giờ này nhá các anh chị nhá, và các đặc biệt các anh chị lớn tuổi thông cảm với tôi, bởi vì có câu nói này tôi thấy rất là đúng nhưng nó hơi bậy tí.
nhưng mà nó mới làm bật lên được cái trường hợp của bác Huệ. Đấy. Người ta gọi là hiếp dâm khách hàng. Nó không muốn cứ đè ra, nó muốn cứ đè ra, nó không muốn tạo mã số cứ đè ra tạo mã số, nó không muốn mình hướng dẫn cứ đè ra hướng dẫn, rồi sáng chưa xong chiều hiếp tiếp. Em xin lỗi đấy anh chị ạ. Khi chúng ta không muốn làm điều gì mà mình bị bắt buộc, đấy chính là lý do mà ba ngày hôm nay bạn ấy vẫn còn bận, cô ấy vẫn còn bận, không biết bận cái gì. Đương nhiên là bạn có, bác có thể nói ok ai chả bận đấy, chúng ta cần mình sửa sai ai cũng bận đúng không? Đấy, bởi vì chúng ta có thể đùa một câu không bận làm sao ra đường, ai chả bận quần áo đúng không? Ý là như thế. Đấy, thế thì cái này tôi nói luôn thêm một tí, tức là thực tế là đây là không phải là mình là bắt buộc cô mở mã, nhưng mà cô rất thích mở mã mà tôi hỏi có muốn mở không, là cô đã thích mở và tôi mở cho cô. Nhưng mục đích của cô là mở ra mà cô trước kia là cô bảo cô dùng nhiều, nhưng bây giờ là cô không lấy vội mà cô lại muốn mở mã của người khác trên mã của cô. Và ok cô rồi em hiểu ý của bác rồi. Rồi ok bây giờ này. Đầu tiên đấy là chúng ta cần phải vẫn nói với nhau rồi. Đừng bao giờ đến nhà khách hàng hoặc đến nơi khách hàng làm việc. Tuyệt đối không có. Chúng ta đã vấp phải cái đó rồi. Bởi vì chúng ta rất chiều khách hàng. Chúng ta chiều họ là hỏng, là chúng ta vô tình chúng ta cho họ cái điều kiện để đẩy cái tôi của họ lên. Cho nên tôi vẫn nói với tất cả các anh em trong đội nhóm của mình, hay kể cả những người khác trong đội nhóm khác muốn tôi hỗ trợ, đừng bao giờ bảo tôi đến nhà khách hàng từ giờ phút này trở đi, không bao giờ có các anh chị. Bởi vì có đến cũng như không, phí lời anh chị ạ, phí lời mệt lắm, và chúng ta lại bị phản đối thì chúng ta lại bực mình là nhiệt tình với nó đến thế, chạy mấy chục cây số, thậm chí mấy trăm cây số đến nhà nó rồi mà nó còn ống hả ống nghẹo. Thế là do ai? Do mình, nếu mà do người khác. Tuyệt đối đầu tiên chúng ta vấp phải sai lầm đến nhà khách hàng hoặc đến nơi khách hàng làm việc, không được. Thứ hai, khi khách hàng tỏ ý muốn ký hợp đồng, hãy hỏi họ tại sao em lại muốn ký hợp đồng. Hãy cứ bình tĩnh, tại sao phải cho họ cái lý do cái đã. Em muốn gì? Em muốn xây dựng hệ thống. Ok, tại sao em muốn xây dựng hệ thống? Em muốn giúp đỡ nhiều người. Ok, tại sao em muốn giúp đỡ nhiều người? Đấy. Thì em muốn xây dựng, em muốn trao giá trị cho mọi người, rồi em trao giá trị xong rồi em giúp đỡ mọi người, rồi em muốn nhận được điều gì? Cuối cùng phải lòi ra được một chữ, em muốn kiếm thêm tiền. Đấy chị ạ. Rồi em muốn kiếm bao nhiêu tiền ở Sivri? Đầu tiên chúng ta phải mời họ ra khỏi nhà cái đó, ra khỏi cái khung cảnh cũ cái đã. Khung cảnh cũ thì cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ và quyết định cũ và hành động cũ, kết quả vẫn như cũ. Nó nằm ở cái khung cảnh cũ, cái bối cảnh cũ các anh chị. Chúng ta lưu ý, không phải là người đỡ đầu của các bạn khó khăn với các bạn đâu. Còn nhưng mà ở đây là đến chỗ đấy là khung cảnh cũ, bối cảnh cũ, tất cả mọi thứ đều cũ thì dẫn đến cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ, quyết định cũ, hành động cũ và dần dần kết quả cũ. Và chính đấy là ba ngày hôm nay bạn không, bạn rất là bận rộn, cô ấy rất bận rộn theo cái câu nói của bác Huệ, đúng không? Việc đầu tiên là như thế. Còn không ra khỏi nhà, đừng bao giờ cho thông tin. Để thời gian đấy rảnh rỗi đi chơi cho sướng, đúng không? Thứ hai nữa, hay hỏi cái mục đích cuối cùng của họ đến với CBD là gì cái đã, cuối cùng là gì cái đã. Đương nhiên có những người chỉ mong muốn giúp đỡ người khác thôi, nhưng con số đấy ít lắm. Còn cái thực tế là muốn kiếm thêm tiền thì phải hỏi, phải từ cái miệng họ nói ra em đang muốn kiếm thêm tiền. Ok tuyệt vời, anh chờ đợi câu đó nãy giờ. Anh muốn điều đó, anh muốn anh cùng với em kiếm tiền. Nhưng cho anh hỏi một câu nữa, em muốn kiếm bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt, đi chỗ khác chơi. Bởi vì 80% dân số trả lời là càng nhiều càng tốt. Cho nên 80% dân số nghèo. Bao nhiêu anh chị đồng ý điều này có thể giơ tay. Ok. Và chúng ta thống nhất với nhau, ai trả lời càng nhiều càng tốt đi chỗ khác chơi. Anh không nghe, muốn nghe câu đấy. Bởi vì câu đấy của những người nghèo. Chúng ta nghèo mãi rồi, chúng ta phải bắt đầu làm giàu, chúng ta phải thay đổi. Thế thay đổi thế nào? Anh muốn biết con số 3 triệu cũng được, 5 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, nhưng nó phải là con số thật. Đó. Và bây giờ em muốn kiếm con số đấy, ví dụ 5 triệu, 10 triệu, trong vòng bao lâu thì em hài lòng?
em không có khả năng lắm, thì nếu mà được 5 triệu trong vòng 3 tháng là hạnh phúc lắm rồi. Ok, bây giờ anh chỉ cho em cách kiếm 5 triệu trong vòng 3 tháng. Em có sẵn sàng lắng nghe không? Ồ, em sẵn sàng, bác cứ nói đi. Ngồi im đấy. Ok, giờ ra ký hợp đồng đi. Thế thôi. Chứ không phải, ừ, anh phải chỉ cho em ký hợp đồng đến khi nào em thành. Họ có muốn đâu. Đó. Đây không phải là câu chuyện của bác Huệ. Cảm ơn bác. Nói cái này không phải để chỉ trích bác, mà để chỉ cho mọi người vẫn đang vướng về cái điều này. Chỉ có điều là bác dũng cảm hơn người khác, bác chia sẻ câu chuyện của mình. Thì tất cả anh chị em chúng ta cảm ơn bác Huệ bằng một trái tim. Đấy, họ nói dù mình phải cảm ơn họ chứ. Không ạ? Ok. Thế thì gì? Đừng bao giờ nói khi khách hàng chưa biết khách hàng muốn điều gì. Hãy đặt câu hỏi tới cùng thì thôi. Không muốn trả lời thôi, đi về các anh chị. Có mỗi cái việc kiếm tiền tôi không muốn trả lời nữa thì còn cái việc gì dám nói nữa các anh chị. Đấy chính là lý do tại sao mọi người mới không dám đi chia sẻ. Ồ, mình không nói hay như nó. Mình không có kiến thức như nó. À, mình rất ngại bán hàng. Bởi vì cái mà cái đầu tiên, cái mình muốn mình còn không dám nói thì làm sao mà biết được người khác muốn gì. Điều quan trọng như thế. Đó. Đấy. Hay là quay lại cái câu chuyện của bác Hùng hồi nãy. Thế thì theo em, ok, anh công nhận là bên bảo hiểm tặng luôn, điều đó tuyệt vời. Cho anh hỏi một câu, văn phòng của em bao nhiêu người nhận xe rồi? Và lúc đầu anh cũng nghĩ như em, anh nghĩ chả bao giờ lấy xe đâu. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta lấy hàng năm gần 600 chiếc xe rồi. Anh mới quay lại tìm hiểu tại sao họ lại lấy xe. Bởi vì hầu hết những người lấy xe đều là những người có tăng trưởng. Chúng ta nói hầu hết nhé, một câu nói đúng mà. Đúng không? Không phải tất cả. Khẳng định có người bán xe rồi đấy các anh chị. Đấy. Quay lại với các anh chị là làm việc với Siberi là gì? Chơi bài ngửa, chơi cờ tướng. Chơi ngửa chứ không phải cái cờ úp, chơi ngửa hết. Đúng không ạ? Thế thì việc ở đây là cái lấy xe hay không bằng cách nào chưa quan trọng. Quan trọng là làm cách nào để có điểm tăng trưởng. Đúng không em? Nếu khi họ nói đúng, thế bây giờ em có biết, em có cần biết cái cách nào để có điểm tăng trưởng không? Để em muốn biết chứ. Thế em có sẵn sàng nghe anh nói không? Để em biết cái cách đó. Khi họ sẵn sàng, ok, ngồi đấy, nghe tiếp. Chứ không phải là gì. Mình chưa biết được cái gì, cứ ấn. Xin lỗi mọi người, lại phải nhắc lại câu gọi là hiếp dâm khách hàng. Không ai muốn cả. Mặc dù cái việc đấy là cái việc rất bình thường của vợ chồng thì muốn, nhưng không ai bị muốn hiếp cả. Ngay cả nam giới cũng thế thôi. Đấy. Các anh đang là nam giới ở trên Zoom, ai là người muốn mình bị hiếp dâm, có thể giơ tay. Riêng Phan Hồng Phúc đang thiếu vấn đề gì đó. Tôi biết là bạn ấy đùa thôi. Các anh chị, không ai muốn cả. Đặc biệt bây giờ gặp một thằng đàn ông nữa, đè một thằng đàn ông ra thì ôi giời ôi chạy làng. Chết rồi. Anh chị đấy, cái việc của chúng ta nó là như vậy các anh chị nha. Hãy bình tĩnh. Hãy đặt câu hỏi khi nào. Lưu ý là gì? Khi gặp ý kiến phản đối, công nhận hết. Đấy. Và với những người vừa rồi á, giống như người của bác Huệ cũng muốn ký hợp đồng, người của Hùng cũng muốn ký hợp đồng, thì hãy hỏi một câu, tại sao em muốn ký hợp đồng? Có rất nhiều người hỏi các cớ, tại sao anh lại hỏi em câu đấy? Bởi vì là gì? Để thành công, việc đầu tiên là trả lời câu hỏi đấy. Siri nó đơn giản thế thôi. Việc đầu tiên là trả lời câu hỏi đấy. Và chúng ta lưu ý, chúng ta là người tuyển dụng. Người tuyển dụng là người phỏng vấn. Chúng ta phải phỏng vấn họ. Đấy. Trong quá trình phỏng vấn sẽ bớt đi rất nhiều ý kiến phản đối, bởi vì chúng ta làm việc một cách từ từ. Giống như chúng ta bóc một cái bánh ấy, phải bóc từ từ bên ngoài, hết lớp lá bên ngoài, lớp lá bên trong, cuối cùng mới có cái nhân để ăn chứ. Đúng không? Cạp cả lá cái gì có ăn cũng không ngon. Đấy là một số tư vấn viên bị ép ký hợp đồng, và bây giờ họ bảo ôi em bận lắm. Ôi giờ học Zoom mà buổi sáng 5 rưỡi đã phải dậy, giờ đấy em còn đang ngủ. Em đang ngủ. Em không dạy được giờ đấy. Hay chiều. Ôi chiều. Lại phải dạy con học. Tối phải dạy con học. Chiều phải nấu cơm.
Thế thì 4, 3, 4 giờ chiều, giờ đấy đang cà phê chém gió với bạn bè, nó thành thói quen rồi, không bỏ được. Đau khổ đấy. Cho nên chúng ta bắt đầu phải bóc từ từ. Trong quá trình làm việc theo đúng quy trình, nó sẽ bớt đi rất nhiều ý kiến phản đối. Bởi vì họ từ từ họ hiểu ra vấn đề. Thế còn Siri tốt lắm, nhiều xe lắm, nhiều tiền lắm, nhiều xe nhiều tiền mang về cho dòng họ ông làm đi, ông muốn chia sẻ tôi làm gì. Thế mới chết ở chỗ đấy. Bởi vì chúng ta chưa biết được họ muốn gì. Đã sản phẩm Siri tốt lắm, tốt lắm mang về cho gia đình anh uống đi. Họ không nói đâu, nhưng suy nghĩ họ là thế đấy các anh chị ạ. Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với điều này, có thể comment con số 9 được rồi. Họ không nói đâu, bởi vì họ cũng là người lịch sự mà. Nhưng tốt thế sẽ tại sao cả nhà bạn, cả dòng họ bạn không uống đi, bạn chia sẻ với tôi làm gì? Lấy được nhiều xe tại sao mang về cho dòng họ lấy xe đi. Cái câu đấy, tôi xin lỗi mọi người gặp cái câu đấy nhé, đứng hình luôn. Nhìn nó nói đúng mà. Tốt thế tại sao người nhà mình chưa dùng? Nhìn tốt thế tại sao anh em mình chưa lấy xe? Bởi vì mình không trả lời được, bởi vì ngay lúc đấy mình suy nghĩ điều đó là đúng. Mà nó cũng đúng thật. Mà nó cũng đúng thật. Có điều là gì? Họ không hiểu hết cái vấn đề là đem mang cơ hội, đem công việc đến cho người bần cùng và đem cơ hội đến cho người ham muốn. Ok, em hỏi câu đó rất đúng. Nhưng em nghĩ sao về câu này? Câu này của một người rất nổi tiếng họ nói mà anh cứ băn khoăn mãi là đem công việc đến cho người bần cùng và đem cơ hội đến cho người ham muốn. Thế em là dạng người nào? Ok, người bần cùng thôi. Cảm ơn em. Hôm nay anh nhận ra được một con người. Thôi anh đi về nhá. Anh sẽ làm việc với những người ham muốn. Còn em ngồi đây uống cà phê đi. Và anh sẵn sàng trả tiền cà phê đó, bởi vì người bần cùng không có tiền trả tiền cà phê đâu. Cho nên chúng ta đi uống cà phê, chúng ta phải sẵn sàng tiền để trả tiền cà phê cho những người bần cùng. Đấy, bần cùng ly cà phê họ còn tính cơ mà các anh chị. Thì chúng ta là những người ham muốn, chúng ta thôi đừng tính cái nhỏ đấy nữa. Đấy, ok. Thì chết rồi, quá giờ rồi. Anh chị thấy không? Thế có những người nào đấy các anh chị nhá. Thôi. Lần sau nếu như còn chia sẻ với kiến phản đối nữa, tôi không nói về lý thuyết nữa. Đấy. Mà các anh chị chuẩn bị những câu ví dụ như của bác Hùng, của bác Huệ hồi nãy ấy. Nó đây mới sướng các anh chị. Làm việc thế nó mới ra được vấn đề. Xem mình mắc sai lầm ở chỗ nào. Đấy. Và mình giải quyết nó ra làm sao. Hoặc là nếu ai chưa có sai lầm hay không có sai lầm gì thì đấy là một tin rất buồn. Bởi vì không có sai lầm chứng tỏ là chúng ta không làm gì cả, không hành động. Đó. Đến thủ lĩnh quốc tế còn có sai lầm cơ mà mọi người. Nhưng họ biết đối mặt với sai lầm, họ rút ra kinh nghiệm, họ mới bắt đầu lên được. Chỉ đến thủ lĩnh quốc tế không phải là không có sai lầm đâu anh chị nhá. Ok, lấy của anh chị mất 10 phút rồi, rất xin lỗi các anh chị. Đấy, và chúng ta xin phép được dừng buổi Zoom lại ở đây. Ai còn một số câu hỏi mà chưa được đặt ra thì chúng ta lưu ý là chúng ta tự đánh mất cơ hội của mình khi nói giơ tay không giơ tay. Ôi, thủ lĩnh ơi cho em hỏi lại thôi, bây giờ dứt khoát hết giờ rồi các anh chị nhá. Lần sau đấy, chúng ta sẽ dành lần sau. Vâng, bây giờ lại quay trở lại với bạn nào vừa đọc bản tuyên bố nuôi dưỡng tinh thần nhỉ? Bây giờ tôi xin mời Toản đọc bản tuyên bố thôi, tuyển dụng ngay cho nó máu. Nếu tuyển dụng mà chưa thuộc thì dở ra. Em cảm ơn anh Ly nhá. Hôm nay bài học thật là tuyệt vời luôn ý. Hôm nào sẽ tuyệt vời. Thủ lĩnh nào sẽ... Ok. Đấy, cảm ơn anh. Cả nhà đọc nhá. Đọc được. Cả nhà mở hết mic đi ạ. Bật hết mic đọc nhá. Tôi là bậc thầy tuyển dụng. Tôi là bậc thầy tuyển dụng.